giới thiệu anh em cái bốc D11. Thì cái bốc này nó có chức năng là hỗ trợ mình sửa chữa những cái ban bệnh liên quan tới socket. Ví dụ bây giờ một cái máy mất cảm ứng, mất sạc hoặc là mất hiển thị, mất camera, thì mình sẽ lắp những cái socket vào của cáp vào và nằm mình lắp cái cáp vào bốc để check ra cái bệnh. Những cái đường mạch nào lỗi nó sẽ báo lỗi. Thì bây giờ mình có một cái iPhone XS Max, nó bị liệt cảm ứng đây. Mình sẽ test và mình check ra cái đường lỗi cho anh em xem. Ok, đây liệt cảm ứng nhá. Cảm ơn không anh. Thì á, bây giờ mình sẽ check. Bây giờ mình nhìn này. Cái việc đầu tiên mình sẽ mở cái sơ đồ của GC lên, GC RAM này. Sau đó mình mở đúng cái đời máy mà mình đang sửa chữa là XS Max. Ở đây á, mình cắm cái bốc với cái máy tính của mình và mình mở nguồn lên, mình chọn auto nhé, bấm giữ cho nó lên auto đi. Và ở đây mình sẽ chọn phần dưới của cái sơ đồ, thì mình chọn vào cái phần detect này. Ok, mình chọn refresh ở phía trên để nó ra cái cổng kết nối bluetooth, chọn connect. Ok, bây giờ mình muốn quét cái chân cảm ứng thì mình xem cái chân cảm ứng nó là gì bao nhiêu. Đây nó là G5800 này, socket cảm ứng. Ok, thì trên cáp nó có ghi là G5800 đây nhé. Mình sẽ lắp cái socket vào. Ok, bây giờ mình kết nối bốc xong thì mình chọn Star Detection. Thì nó sẽ quét một lượt, chân nào lỗi thì nó sẽ báo đỏ. Đây có một chân lỗi báo đỏ là chân số 18. Sau khi nó quét xong thì nó báo những cái chân lỗi, chân nào lỗi là báo đỏ nhé. Thì mình chỉ việc dò những cái chân đó là nó ra bệnh. Bây giờ mình kích vào này, nó ra chân số 18 này. Đó, và chân số 18 này nó sẽ đi đến cái con FL5802. Đầu kia của FL5802 nó sẽ đi ra cái viền của men lớn và nó đi lên cái viền của men nhỏ và vào CPU. Thì bây giờ cái phương án xử lý là mình sẽ tách cái men ra, mình đo từ cái chân số 18 đi ra viền lớn xem có đứt hay không. Sau đó mình sẽ đo tổng trở của nội trở của cái chân trên chân chấm đỏ này trên cái men nhỏ, thì mình sẽ xác định được lỗi ở đâu. Ví dụ như nếu nó lỗi từ chân viền đi vào CPU thì mình phải đục CPU ra đóng lại hoặc là sàng men. Còn nếu nó đứt từ socket đi ra viền lớn thì mình có thể là câu một cái đường dây từ socket từ con FL5802 đến cái viên này là cái men nó chắc chắn sẽ chạy. Ok em nhé, hàng mình có sẵn tại số 300 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ok anh em nhé, thì sau khi check xong thì mình sẽ tiến hành đo đạc test này. Đây là cái men bị lỗi cảm ứng nhé, thì mình đo. Mình sẽ phải sử dụng cái kính hiển vi đo thì nó mới chính xác nhé. Đây là một cái men lỗi này. Đây là cái men mình đo để so sánh này. Thì mình sẽ đo tại cái con tủ 5802, cái con FL5802. Đây nhá. Thì cái men này nó không lên nhá. Cái men không lỗi này mình đo so sánh này. Đó, nó có trở nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi tách cái men ra này. Ok anh em nhá. Thì bây giờ mình tách cái men ra, mình đo này. Mình đo cái phần CPU này, chân 1, 2, 3, 4, 5 này. Và CPU mình đo này, có trở ok. Men trên không bị lỗi. Và men dưới này, mình sẽ đo cái con từ con FL này.
1 2 3 4 5 này. Nó cũng ok. Thông. Thì bây giờ mình chỉ việc đi ghép men lại thôi là ok. Ok anh em nhé. Sau khi mình ghép men lại, kiểm tra đo đạc không đứt thì mình ghép men lại và mình test này. Thì đối với GC D11 thì mình thấy nó rất là tiện lợi cho anh em sửa chữa. Nó không cần phải yêu cầu quá dành về đo đạc. Ngày xưa thì phải sử dụng đồng hồ để đo đạc, nó rất là cực khổ. Bây giờ có thiết bị này thì thực sự là sửa bàn nó quá dễ dàng. Nhanh gọn và dễ dàng nhé. Thì một số cái bàn đi kèm theo là mình có thể làm những cái máy mà reset, thì anh em cứ check hết tất cả những cái socket đi, nó sẽ ra. Nếu mà check nó không ra nữa thì mình mới tách men mình làm, và mình căn cứ vào cái bàn nick để mình làm. Thì trên những cái đường mạch trên socket mà có một con tụ nào đó nó bị rò rỉ, nó chạm nhẹ, nó cũng gây ra reset và lỗi chức năng. Và đây là kết quả mình đã fit một cái men bị lỗi cảm ứng xong nhá. Ok anh em nhá. Chúc em thành công.